Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mới giành lấy bà Phương Hằng, Phan Văn Mãi, phang túi bụi. Như tờ Thời báo chấm đê đã đưa tin, chỉ vì muốn trả thù, ông Phan Văn Mãi đã giành lấy quyền ưu tiên bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng bằng mọi giá. Theo như các quốc gia phương Tây, việc chỉ trích lãnh đạo là hết sức bình thường, là cách mà để các lãnh đạo nhìn thấy vào đấy mà biết tự sửa. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đây là sứ độc tài nên mọi lời chỉ trích đều bị quy chụp là phạm tội và bắt giữ như là đòn thù để bịt miệng những ai dám phạm thượng, chỉ trích bề trên. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Việc ông Phan Văn Mãi cho bắt bà Nguyễn Phương Hằng chỉ 2 ngày sau khi bà phát truyền hình trực tiếp livestream chỉ trích ông ta, thì điều đó cho thấy bản chất tư thù của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nó sâu nặng như thế nào. Ông Phan Văn Mãi là người từng gần gũi với vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng khi ông còn này còn là bí thư tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, việc bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên thì ông Phan Văn Mãi đứng ngồi không yên, bởi chính ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên cũng có mối quan hệ rất đặc biệt. Chính nhờ ông Võ Hoàng Yên mà ông Phan Văn Mãi mới kết nối được với vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng. Và việc gì phải đến nó sẽ đến. Khi tố ông Võ Hoàng Yên thì trước sau gì bà Hằng cũng moi ra những tiêu cực của ông Phan Văn Mãi. Vì thế, chỉ 2 ngày sau khi phát livestream, ông Phan Văn Mãi cho bắt ngay để bịt miệng bà Hằng. Mục đích là tránh đêm dài lắm mộng. Át hẳn bà Nguyễn Phương Hằng đã nắm được yếu điểm gì đó nên ông Phan Văn Mãi mới vội vã bắt người nhanh như vậy. Việc ông Phan Văn Mãi đấu với ông Võ Văn Minh đến cùng để giật cho bằng được quyền xử bà Nguyễn Phương Hằng thì đủ thấy ông Mãi sợ bà Hằng nói thêm những điều về ông và mọi người chưa biết như thế nào. May là ông Mãi ra tay trước bắt bà Hằng, chứ nếu chậm bà Hằng mà rơi vào tay ông Võ Văn Minh thì chuyện thâm cung bí sử của ông Mãi sẽ bay ra Hà Nội. Chính vì sự lo ngại như vậy, ông Phan Văn Mãi mới cho vét sạch những người nào giúp bà Hằng phát livestream. Đây là cách bắt hết để không còn ai dám hé răng bất cứ chuyện gì nếu bà Phương Hằng đã kể cho họ. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi phang mạnh vào hang ổ bà Hằng. Vào ngày 7 tháng 5, ông Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng đòi xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng. Luật pháp đã có rồi, nếu bị can nào có tội thì cứ y tội mà xử, chứ tại sao lại về dùng từ xử lý nghiêm? Chả lẽ luật pháp không nghiêm hay sao? Hay là việc đòi xử lý thật nặng những ai liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là ý kiến riêng của ông Phan Văn Mãi đây? Có thể nói, vì hậm hực bà Nguyễn Phương Hằng, bóng Phan Văn Mãi đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh phang thẳng vào những người đã gần gũi với bà Hằng trong quá trình bà Hằng phát livestream tố cáo. Xem ra, sự hằn học của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Hằng là quá lớn. Ông phang hết, thế ai dính đến Phương Hằng là không tha. Ông muốn triệt bà Nguyễn Phương Hằng sát ván luôn. Ông Nguyễn Sĩ Quang cũng nói rằng quyền tự do dân chủ được quy định trong các văn bản pháp luật và thể hiện sự tự do dân chủ. Tuy nhiên, ông lại khẳng định không thể dùng quyền này xâm phạm lợi ích quyền riêng tư, quyền nhân dân, thân nhân và quyền lợi khác của nhà nước, của người dân. Lời nói của ông Quang nghe qua thì có vẻ hợp lý, tuy nhiên trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng có điều không hợp lý. Nếu cho rằng bà Hằng xâm phạm lợi ích riêng tư thì tại sao suốt một năm bà lôi hết nghệ sĩ này đến nhà báo kia ra tố? Nhưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh không hề bắt mà đợi đến khi bà Hằng tố ông Phan Văn Mãi thì mới ra tay. Đây là ẩn khúc rất lớn mà ông Nguyễn Sĩ Quang đã không cho người dân lời giải thích đầy đủ và thỏa đáng. Đây là hành động tư thủ đúng hơn là công lý. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng có phải là nạn nhân của tư thù hay không? Càng ngày, vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm bộc lộ lên bản chất của ông Phan Văn Mãi. Với quyền lực quá lớn, sẽ không có ai tố cáo được ông Mãi như bà Hằng làm được nữa. Tuy nhiên, về hình ảnh quan chức thì không thể nào che đậy được. Hình ảnh quan chức chính quyền bây giờ không bao giờ chấp nhận chỉ trích, dung dưỡng cho những sai phạm cá nhân và dập tắt tiếng nói tố cáo của bất kỳ người dân nào trong cả nước.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngã ngũ Phan Văn Mãi hất cẳng Võ Văn Minh giành được bà Phương Hằng. Bà Nguyễn Thị Phương Hằng đã phát hình trực tiếp tại Bình Dương suốt một năm không sao, nhưng chỉ cần chỉ trích ông Phan Văn Mãi thì hai ngày sau, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vây bắt bà Nguyễn Phương Hằng tại tư gia của bà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lý mà nói thì bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội nơi nào thì công an địa phương đó sẽ thụ lý vụ án. Bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hình trực tiếp livestream chỉ trích rất nhiều nghệ sĩ, nhà báo và ông Phan Văn Mãi đều thực hiện tại khu du lịch Đại Nam thuộc tỉnh Bình Dương. Việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra tay bắt bà Phương Hằng cho thấy ông Phan Văn Mãi xem người đồng cấp của ông tại tỉnh Bình Dương không ra gì. Trước thềm hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Phan Văn Mãi đã bắn một mũi tên trúng hai đích. Đích thứ nhất là trả được thù người dám tố cáo ông. Mục đích thứ nhì là cho Trung ương biết rằng Võ Văn Minh là một lãnh đạo tỉnh vô dụng để tội phạm hoành hành suốt một năm mà không dám động vào. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi kẻ thắng cuộc. Hành động này của ông Phan Văn Mãi đã khiến cho Võ Văn Minh vội vã cho khởi tố vụ án bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh y hệt như tội danh mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố. Đây là hành động chữa cháy của ông Võ Văn Minh, nhưng đã quá muộn. Bà Nguyễn Phương Hằng đã ở trong tay ông Phan Văn Mãi thì không đời nào ông ta nhả ra cả. Hành động chữa cháy của ông Võ Văn Minh lại phạm thêm một sai lầm nữa. Đó là cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đã vi hiến, bởi vì Điều 31 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định là không ai bị kết án hai lần cho cùng một tội phạm. Vì thế, ông Võ Văn Minh càng cố càng vướng vào sai phạm. Càng dễ dụa sẽ càng sai, và cuối cùng ông Võ Văn Minh đã đầu hàng ông Phan Văn Mãi. Vì thế, ông Minh đã phải chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương buông vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Một sự thật ê chề cho một ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Minh kẻ thua cuộc. Vào ngày 6 tháng 5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức, ông Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về vụ việc khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, ông Đại tá Chính cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý tổng cộng đơn thư của 7 cá nhân tố cáo bà Hằng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đã thu thập được 53 buổi phát sóng livestream của bà Hằng để phục vụ điều tra. Liên quan đến tội danh của bà Hằng được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, trùng với tội danh mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố trước đó. Đại tá Chính cho biết, cơ quan này đã báo cáo với Bộ Công an về vụ án và sẽ chuyển vụ án đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra. Theo ông Đại tá Chính, xét thấy các hành vi của bà Hằng có dấu hiệu cấu hành tội phạm là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, quy định tại khoản 2 điều 331 của Bộ luật hình sự. Vì vậy, từ ngày 6 tháng 4 năm 2022, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Viện Kiểm sát đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra, xử lý. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại cuộc họp báo. Tuy nhiên, trước khi Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án này, thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phương Hằng để điều tra về cùng một tội danh. Do đó, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản trao đổi với Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhập vụ án để Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Hành vi gây án của bị can diễn ra tại địa bàn thuộc quyền quản lý của ông Võ Văn Minh, nhưng ông lại không xử lý, cuối cùng phải nhường lại cho ông Phan Văn Mãi. Trận đấu này xem như ông Phan Văn Mãi 1, Võ Văn Minh 0.